Chị ơi, em gần tới nhà chị rồi nè. Chị ra luôn nha. Ok. Tóm lại là có vụ gì mà bắt tôi phải đi cùng thế? Chuyện là hôm nay tôi có một người khách quen muốn đổi tiền đô. Nhưng mà mấy đứa nhân viên nhà tôi ai cũng bận hết rồi. Hôm nay tôi cũng đang rảnh cho nên đi thôi. Mà biết rồi đó, đem tiền nhiều thì cũng hơi sợ, cho nên là cần vệ sĩ đi theo. Mà bà rảnh chứ tôi có rảnh đâu. Nói gì đó? Muốn chết hả? Ê, sao bỏ ra, đang lái xe kìa, nguy hiểm, bỏ ra. Ê, ê, ê. Gì? Tấp vô lại nhanh lên. Gì đấy? Trời ơi. Em để mẹ đi học ngoan nhé. Vâng ạ. Em để mẹ chơi mẹ biến lắm. Con chào mẹ ăn đi học. Ừ. Đúng là trái đất này tròn thiệt ha. Mà vô lý, một cái cặp đôi chả ra gì như vậy mà cũng sinh ra một đứa bé thiệt là dễ thương. Chi ơi! Chi! Mai à! Tớ có đang định đi tìm cậu đấy. Cô giáo ra cho tổ mình nhiệm vụ phải làm tiểu phẩm. Tớ đang định mời mọi người với cả cậu về để bàn. Hai cuối tuần cậu về nhà tớ đi, nhà tớ vừa rộng, thoải mái, bố mẹ tớ cũng bảo là rủ các bạn về học nhóm cho vui. Ừ, thế cũng được, để tớ xin phép bà với cô tớ nhá. Ừ. Con gái. À, bố. Cháu chào chú ạ. À, chào con. À, thôi tớ về trước nhá. Ừ, bye bye. Cháu chào chú. Ừ. Bye bye. Sao nào, hôm nay đi học có vui không? Có ạ, con vừa rủ bọn Chi về nhà mình để làm tiểu phẩm với bố. Ồ thế à, thế thì con về con bảo với mẹ là mua thêm bánh kẹo này, hoa quả để mời các bạn được không? Vâng ạ. Đợi bố một chút nhé. Alo, tôi nghe đây. Anh liên lạc được với tay Trần kia chưa? Vẫn chưa. Giờ anh Trích Thu qua đây, chúng ta ngồi lại trao đổi một chút. Ok. Vậy anh chờ tôi chút nhé, để tôi đưa con bé nhà tôi về đã, rồi tôi chạy qua luôn. Bố lại bận hả bố? Công ty bố có chút việc. Xong đợt này là bố hứa bố sẽ chở con gái của bố đi chơi, được chưa? Vâng. Ngoan lắm, thôi mình về nhỉ. Thank you.